Công đức là giải quyết vấn đề về nghiệp chướng. Công đức giúp cho mình trí tuệ thông minh. Công đức giúp cho mình trang nghiêm cảnh giới. Có công đức là có phước báo. Có phước đức là chưa có công đức. Nhớ nghe, có phước chưa chắc có công đức. Có công đức thì mới có phước. Nên niệm Phật có công đức mà 10 loại công đức. Câu thứ nhất, có thể trừ bệnh ngủ gật. Ngủ gật. Thôi sư cô phải ngủ gật tối ngày. Phải hỏi Nhân Đức là bây giờ con phải làm sao thầy? Niệm Phật là lâu rồi mà bây giờ con vẫn ngủ gục. Nhân Đức nói vì do cô nghĩ rằng niệm Phật để trị bệnh ngủ gật nên cô không hết buồn ngủ. Cái nguyên lý của câu Phật dạy niệm Phật trị bệnh ngủ gật. Nhưng chúng ta đừng để vào cái tâm là niệm Phật để trị bệnh ngủ gật. Mà niệm Phật là trị bá bệnh. Chỉ cần niệm Phật để hiển lộ được tự tánh thì tức khắc tỉnh táo và ít ngủ. Còn bà đặt vai trò niệm Phật để trị bệnh ngủ gật là bà chỉ đem cái việc niệm Phật này để giải quyết vấn đề ngủ gật thôi. Thì cái chuyện này nó rất là lâu mà bà lại chấp tướng. Cuối cùng từ chấp tướng mà nó không thành công được cái việc niệm Phật trị bệnh ngủ gật. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó nhiều người chúng ta sao niệm Phật nhiều năm mà vẫn ngủ hoài. Ngủ gật lên gật xuống, lên tụng kinh gì chị chú hay niệm gì chút là thấy kỳ cục không? Mà coi phim, coi đá banh, quýnh võ đài thì không ngủ à. Nhưng mà lên niệm Phật là một chút là ngủ à. Vì sao? Vì sao kỳ như vậy? Nghiệp nặng. Cái nghiệp chúng ta nó nặng quá. Nghiệp là gì? Nghiệp là sự tạo tác của chúng ta của nhiều đời nhiều kiếp. Sự tạo tác của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp là đá banh, đá gà, quýnh bài, hư hỏng là nhiều. Nên chúng ta bây giờ gặp lại cái thứ đó là phù hợp. Nên chúng ta không bao giờ buồn ngủ. Nhưng mà chúng ta nghe kinh niệm Phật là chúng ta ngủ. Vì sao? Vì sự tạo tác của chúng ta. Vì nghe kinh niệm Phật ít nên bây giờ nghe là nó không đủ trọng lượng, không đủ năng lực để nghe nên ngủ. Hiểu chưa? Cái nguyên lý của nghiệp là sự tạo tác. Chứ quý vị nói nghiệp nặng quá, hỏi nghiệp là cái gì? Không biết. Người ta hỏi mình nghiệp là cái gì? Mình nói là sự tạo tác. Đó là sự xác thực nhất. Sự tạo tác của nhiều đời nhiều kiếp sai rồi, bây giờ nghe đạo rồi, lặp lại sự tạo tác mới mẻ thì trở thành đúng đắn và tốt đẹp. Vậy thì tiêu nghiệp là cái gì? Là bây giờ làm tốt lại thì nghiệp nó mất đi liền. Còn bây giờ mình không biết nghiệp là cái gì thì làm sao mình chuyển nghiệp? Đó, nên câu đầu tiên, có thể trừ bệnh ngủ gật, niệm Phật có thể trừ bệnh ngủ gật. Hai, thiên ma kinh sợ. Quý vị sợ ma không? Có. Quý vị sợ ma là chưa đủ năng lực niệm Phật. Quý vị nhớ nè, tất cả chúng ta đang sống và đang tu học đây thì sự tu của mình đều lợi ích cho cảnh giới của ma. Mà đã là lợi ích cho cảnh giới của ma mà đi sợ ma, tôi nghĩ lý này có không? Quý vị cầm của cải vật chất đi tặng cho người ta ăn uống đàng hoàng mà quý vị đi sợ người ta, có lý đó không quý vị? Quý vị là người cầm cán mà quý vị đi sợ người cầm lưỡi hả? Nhớ nha. Nên từ nơi đó người niệm Phật mà có tâm sợ ma thì chắc chắn ma sẽ chụp quý vị. Nhớ cái nguyên lý nè, ma bắt coi mặt người ta, đứa nào nhát nhát thì ma nó bắt hoài. Đúng chưa? Bây giờ vì bằng đêm nửa đêm ngủ giật mình thức dậy định đi vệ sinh, tự nhiên không chịu đi, nín luôn. Hỏi sao vậy? Sợ ma. Quang nằm ghế bên khiêu. Chị. Hỏi gì em? Đi với em một chút. Hỏi sao em đi? Sợ quá. Thấy chưa? Là ma nó kế bên mình, nó trong tâm mình, nó biết. À, con nhỏ này sợ ma. Trong khi tao là nhờ nó giúp mà, vậy mà nó sợ tao. Được rồi, nó sợ tao đúng không? Thì cái lúc mà tâm sợ đó là nó hiện ra. Tâm sợ, chứ ma ở đâu ở bên ngoài, ma ở trong tâm mình á. Mình vừa sợ ma là trong tâm mình hiện ra ma. Nên cái người ta tự nhiên bị ảo ảnh của ma là cho rằng là ma, chứ thật sự không có ma.
Bây giờ quý vị coi con ma trong tâm mình mới là con ma đáng sợ, chứ con ma bên ngoài đâu mà có. Hiểu chưa? Nó tự nhiên trong tâm mình lại suy nghĩ ra là con ma nó phải bằng đồ trắng, rồi tóc nó phải dài, rồi con ma nó phải có răng nanh, rồi ma là mắt của nó máu chảy xuống, miệng lưỡi dài. Đó là toàn là sự tưởng tượng của con người khi sợ ma mà ra. Hiểu chưa? Còn mình cái niệm Phật rồi mình không có sợ nữa thì không có con ma kỳ cục gì. Con ma thì là bình thường, chứ làm gì mà con ma mà con mắt chảy máu, rồi lưỡi dài, rồi tóc xỏ xuống, rồi bận đồ trắng. Chợ ma bận đồ trắng không, người ta ca sĩ nó bận đồ trắng, chứ làm gì mà bận đồ trắng. Hiểu chưa? Còn quý vị biết rằng nếu như một con người mà đọa trong địa ngục á, thì giỏi lắm bị đánh bầm mặt bầm mày, chết xong rồi hoàn hồn tỉnh sống lại thôi, chứ làm gì có cái tướng của con ma mà như vậy mà đi tìm quý vị. Nhưng do cái ý nghĩ của mình sợ quá, hiện ra cái tướng như vậy để dọa mình thôi. Rồi vừa từ cái tâm thức của mình khi phước si, mà tự nhiên từ cái nghiệp chướng tâm thức sanh ra trong ác mộng, thấy mà đái sợ. Nên Phật mới nói trong kinh để nhắc những người sợ hãi đừng sợ nữa. Đức Phật nói trong kinh Kim Cang rằng tất cả pháp quý vị đang thấy toàn là giả, quên đi. Nên từ nơi đó mà khi ngủ mà gặp ác mộng, ngày mai thức dậy A-di-đà Phật, hồi tối mới gặp ác mộng. Ủa sao chị không sợ? Vì đâu sợ em. Gặp ác mộng là để nhắc mình cố gắng tu đó em. Nếu mình không gắng tu là mai mốt ác mộng là đến với mình thiệt đó em, là mình sẽ đọa lạc em à. Chứ ngoài ra đâu có gì đâu phải sợ đâu em. Hiểu không? Đâu có gì phải sợ đâu em. Hiểu không? Nhớ như vậy thì nó mất đi cái tâm sợ ma liền. Vì quý vị sợ ma là ma luôn luôn ở bên cạnh quý vị. Sợ không? Sợ ma là ma luôn luôn ở bên cạnh luôn. Vừa sợ là ma bên cạnh liền. Hiểu chưa? Chúng ta nhớ Phật, sợ ma là nhớ ma, thì ma bên cạnh là đúng rồi. Chúng ta nhớ Phật thì là Phật bên cạnh. Sao không nhớ Phật á? Đó. Nên tại sao người niệm Phật mà thiên ma kinh sợ? Vì Phật là chữ giác, chữ giác ngộ mà khi phát triển lên thì tâm ma là gì? Thiên ma là gì? Thiên ma là tâm mình. Tham chấp, sân hận, đố kỵ, ganh ghét. Đem cái xấu thì cho người ta mà đem cái tốt thì để cho mình. Cục đường thì mình lụm hết, mà cục muối thì mày ăn đi. Đó là ma, đó là thiên ma đó chứ. Thiên là sự xa vờ, cao lớn. Ma đây là ma trong tâm mình, lớn như cõi trời vậy đó. Ở trong tâm mình. Chứ quý vị nói cái cảnh giới thiên ma ở đâu? Cảnh giới thiên ma nằm trong tâm chúng ta. Cái tâm ma là tâm ác của chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp tạo tích lũy thành như là thiên ma vậy đó. Đầy ở trong đó chứ. Như một ruộng cỏ mà không có một cây lúa. Cỏ biểu trưng cho ma, sự tạo nghiệp tạo tác của chúng ta nhiều như là cỏ khỏi trồng cũng tự mọc. Còn lúa, lúa trồng mà chăm muốn chết luôn, mà chỉ cần có cỏ mà không nhổ là tức khắc tới mùa gặt hái là không được bội thu, đúng không? Nhưng mà một cái mà ruộng đất khỏi cần trồng cỏ về địa thí thì nó mọc đầy luôn. Nhưng phải chi nó mọc lúa gì thì mình đâu có nghèo, đâu có đói, nhưng mà nó mọc cỏ không mà, đúng không? Nên từ đó quý vị phải biết được rằng là cái tâm tạo nghiệp mình như một ruộng cỏ vậy đó. Khỏi cần phải trồng nó cũng mọc nữa. Nghiệp này là khỏi cần suy nghĩ khở nó cũng khở. Còn bây giờ muốn nghĩ tới Phật mà nó không nghĩ Phật. Vì sao? Vì nó có cái chướng che. Là gì? Vì thiên ma trong tâm mình quá nhiều. Nên từ nơi đó mà chưa phá vỡ được cái vô minh phiền não đó, nên chúng ta không nhớ Phật được. Như vậy chúng ta cần phải niệm Phật cho nhiều, để bỏ câu Phật hiệu vào tâm cho nhiều, để một ngày nào hiện ra là A-di-đà Phật, đúng không? Vì nói thiên ma là có một cõi gì đó, một cõi gì đó, không có đâu. Khi Đức Phật sắp sửa thành Phật mà thiên ma hiện ra cũng toàn là từ tâm mà sanh ra đó. Từ tâm mà sanh ra để khảo đạo. Khi Đức Phật dùng tánh Phật để mà phát diễn ra thì tất cả những cảnh giới thiên ma tự nhiên biến mất. Nên Đức Phật chỉ ngồi như như bất động. Cảnh giới của thiên ma khảo đạo là từ tâm sanh ra. Để khảo đạo tâm của Phật, Phật như như bất động,
tự thiên ma biến mất. Vì không đụng chạm, không quấy rầy được thì tự biến mất. Nên cái sự mà không bị ô nhiễm của con người tu mình thì trong cảnh giới nhân sinh chúng ta vẫn như như sống với cùng với họ, nhưng chúng ta không bị họ lôi kéo đi để trở thành con người mê hoặc điên đảo, gọi là cảnh giới thanh tịnh. Nhớ nha quý vị, những điều học tập này cực kỳ quan trọng. Nên chúng ta đã vô cùng lầm lạc vì cái chuyện thiên ma là một cõi nào, quên mất tiêu nó đang ở trong tâm chúng ta. Quý vị đang nghĩ cái gì của mỗi ngày đó là thiên ma đó. Tại sao có vật hiệu phát lên mà nói là thiên ma kính sợ? Vì khi có vật hiệu phát lên thì ma không có chỗ phát ra. Đã không có chỗ phát ra thì phải sợ không? Quý vị coi phải đúng không? Từ nơi đó hiểu được nguyên lý này thì niệm Phật là việc để phát triển tánh Phật, thì tự nhiên tâm ma là tâm ác của chúng ta tự nhiên tan biến. Niệm Phật có lợi ích cực kỳ lớn như vậy. Câu thứ ba, tiếng biến khắp mười phương. Một câu vật hiệu phát ra biến khắp mười phương. Với số lượng người mấy ngàn người đang ngồi giờ này, một chút niệm Phật lễ Phật một phát, quý vị coi cái tiếng này nó biến cỡ nào chưa? Biến chéo 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 chéo. Đó. Như vậy thì quý vị coi, cái tiếng biến khắp mười phương mà danh hiệu Phật mà nghe một cái là an lạc tự tại. Như vậy thì mỗi một con người chúng ta ngồi đây giữa cái đầu năm đầu tháng đi đến đây tu học để cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân. Như vậy, tiếng niệm Phật biến khắp mười phương thì thân bằng quý thuộc còn sống được lợi ích lợi lạc vì câu niệm Phật. Còn người chết, ông bà cha mẹ mình hay chư hương linh vì nghiệp phá thai chưa được siêu thoát thì cũng được nghe tiếng niệm Phật của mình niệm, vì giữa mình với người thân mình có một tần số giao cảm. Mình nhớ, giữa mình với người thân mình có một tần số giao cảm vì nghiệp duyên. Thí dụ như cha mẹ có nghiệp này, con cái có nghiệp đó sanh vào gia đình mình. Cha mẹ có nghiệp thiện thì con cái có nghiệp thiện sanh vào. Cha mẹ có nghiệp ác thì con cái có nghiệp ác sanh vào. Chứ không phải cái nguyên lý của là cha mẹ làm mà con chịu. Người xưa nói rằng cha mẹ làm con chịu, vì điều này chưa phải giải thích rộng được. Giải thích đó chưa phải là hoàn mỹ đâu quý vị à. Mà là cha mẹ có nghiệp này, con có nghiệp này, nên đầu thai đến để mà có nghiệp giống mình để mà cho mình khổ. Nên khi mà con người ta khi giao hợp với nhau là cái nghiệp giữa hai người đó, và nó cảm với cái nghiệp dù ở xa hàng vạn ngọn núi Tu Di nhưng người ta dẫn đến để nhập thai, đó là nghiệp duyên. Khi hòa hợp thì giống như là cặn kề, cặn kề luôn. Hãy nhớ cái nguyên lý này, đó là nghiệp duyên chiêu cảm. Chứ đừng bao giờ nói cha mẹ làm mà con chịu, không phải đâu. Thí dụ như quý vị là một người chồng, một người đàn ông, quý vị đã có vợ có con rồi, quý vị có con gái mà quý vị đi ra ngoài, quý vị quá trời gian díu nhiều người rồi bỏ làm ta đau khổ, thì cái nghiệp duyên của đứa con gái quý vị là nó có cái nghiệp là bị nó làm điều đó, mà bây giờ nó sanh vào cái gia đình này là cha này làm vậy, mà ông làm cha mà ông làm như vậy với người ta thì cha mẹ người ta khổ. Bây giờ tới ông làm cha thì con gái của ông bị người ta làm như vậy để ông khổ, thì nghiệp duyên nó chiêu cảm nghiệp duyên để làm mình đau khổ. Khi thương người thân quá mà người thân bị như vậy thì cái khổ của mình là cực kỳ khổ. Nhưng người không biết tu thì chỉ có quán hận, người biết tu thì tức khắc hóa giải tâm bằng cách nào? Niệm Phật. Hiểu chưa? Nên quý vị đang làm cái gì đó là cái nhân quả sẽ đến với vị Iran luôn. Con mình cũng là nhân quả đó. Hiểu được nguyên lý này rồi thì buồn trách ai nữa. Cứ trách, trời ơi sao cuộc đời tôi xấu số vô duyên, tuổi bằng con em, con đẹp hơn con em nữa, vậy mà thấy lấy nhầm cái thằng tèo, nhậu nhẹt bê ta quýnh độc. Con em nó lấy chồng thiệt tình đẹp trai dễ thương, lo lắng cho nó. Còn tôi đẹp hơn nó mà tôi lấy thằng tèo. Tèo ơi tèo, tôi nói, mày đi ra khỏi cặp mắt tao tèo. Thấy không? Vậy mà nghiệp duyên nó luôn luôn bên cạnh mình, tèo vẫn là bên cạnh mình. Mình cứ quán hận, mình cứ chấp thằng tèo mà mình quên đi là mình đã từng tạo cái nghiệp với thằng tèo. Bây giờ thằng tèo nó đến, nó ăn nhậu, nó làm mình đau khổ, nó quýnh đập, te tu thả tơ. Mình đừng nên chấp thằng tèo, mình chấp mình là mình đã từng tạo cái nghiệp này với thằng tèo. Bây giờ thằng tèo đến nó đòi nợ mình. Nghe én. Giải thích dễ hiểu đúng không quý vị? Nên khi mà đến với nhau rồi, mà khi mà tu rồi hết duyên, hết nợ, là hết cái nợ thì nó xa. Giống như á, cái câu chuyện mà trưởng
trưởng giả kén rễ á, hiểu không? Thì coi rõ ràng không, con đến đòi nợ ổng như vậy mà cuối cùng mà ổng quy y, ổng tu cái là nó đi bớt liền, cái con quán nghiệp nó đi liền, thấy chưa? Trong khi bây giờ ông bà cũng ác, rồi sanh ra hai thằng con cha nó ác hết rồi, nó làm tan nhà má, bại sản đủ chuyện, vậy mà ổng quy y Tam Bảo, vừa quay đầu vậy mà con nợ này nó đi liền. Vậy mà nó đi rồi thì dính mắt nó lại khổ đau, rồi cuối cùng thì nhân duyên mà xuống âm phủ gặp kêu nó là con, nó con gì ông quật. Tôi thấy nợ, tôi đến tôi đòi nợ ông, tôi đến tôi đòi xong rồi tôi đi, nhưng mà tôi đòi hơi quá đáng quá, trong khi ông thiếu tôi có 100 triệu mà tôi đòi tới 120 triệu, nên cuối cùng bây giờ tôi chịu khổ quá trời khổ, thôi ông đi ra chỗ khác đi con cái gì ông ơi. Lỡ cái thằng thứ ba cũng y rang vậy luôn, thấy không? Lỡ cái thằng thứ tư, con ơi con hiền quá, con có đạo đức quá, vì sao con bỏ cha bỏ mẹ đi sớm dữ vậy con? Thằng thứ tư nói, con cái gì ông ơi, tôi là người lấy của ông, thiếu nợ của ông, nên tôi đến là để trả nợ cho ông, tôi hiền hậu tôi trả nợ xong rồi tôi đi, bây giờ tiếp tục tôi phải đi đầu thai ông à, thôi chào ông tôi đi. Đến gặp bà vợ ngày xưa cho gia ăn lờ cắt cổ chơi hụi hàng tùm lum, ghi số đề nó rồi đi đầu này đầu nọ, lết đến nhà này nhà kia để mà mai mối tầm bậy, hoặc là làm cái nghề rủ ren gái trẻ để đi làm việc tầm bậy để mà ăn cò. Bà vợ ông chữ giả làm nghề đó, cuối cùng bà đi xuống dưới bà ngồi bàn trong bà khổ te tua. Ổng xuống bà nói với ổng rằng, ông ơi nghĩ chút tình cảm xưa, ông về tu phước tu duyên giúp tôi đi ông. Ông nói, bà tạo tội gì? Tạo tội gì mà bà bây giờ đọa lạc khổ như vậy với bà? Thì bà nói rằng, tôi ngày xưa tôi không hiểu, tôi nghĩ rằng bây giờ mình có tiền bạc, mình có danh thì mình hà hiếp người, mình đánh đập người làm công, mình keo kiệt với nó làm nhiều mà mình không trả tiền nhiều, mình trả tiền ít nó cũng làm, tôi hà hiếp nó, rồi tôi dẫn con gái người ta đi làm chuyện tầm bậy, tôi lấy cò, rồi là tôi quýnh bài tứ sắc, tôi làm nhiều điều tội lỗi, tôi quýnh người, tôi chửi người đủ thứ chuyện, rồi tôi cho dai ăn lờ cắt cổ. Ông ơi bây giờ tôi biết rồi, khi chết không có cầm cái theo được cái gì hết mà đi xuống dưới đây ngồi bàn trong mông mướt khổ lắm, một chút quỷ sư nó dẫn tôi vô trong chảo dầu, nó liện tôi vô trong đó khổ lắm. Vô vừa là ông về ông bán của cải đi lại chùa pháp cũng dương. Không, chùa đó chuyên tu niệm Phật ông ơi, ở dưới đây quỷ sư nói rằng nếu chồng bà xuống bà kêu lại chùa nó cúng dường, chùa đó có tu hành có niệm Phật giúp nhiều người già niệm Phật cúng dường cho nó đi để nó làm việc thiện để hồi hướng cho tôi để tôi ra khỏi địa ngục. Bây giờ ông xuống thiệt thì ra ở dưới đây quỷ sư cũng nhanh thiệt, biết ở trên đó có chùa hộ pháp vậy á. Thấy không? Ông nói là cười nhưng mà nói thật á, nghe cho vị biết nghe. À, người ta biết trên đây có ông thầy. Không phải là ổng là cái gì ghê gớm gì, nhưng mà ổng có tâm là ổng muốn giúp người ta. Ở dưới người ta cũng đang bàn tán dưới á. Bàn dưới á. Tết nhất ta cũng mở hội, người ta cũng đang điều tra ở trên đây có ngôi chùa nào mà tu mà giúp đỡ người hay không. Thì người ta kiểm tra rất là nhiều chùa, nhưng mà để mà nói là có một ngôi chùa mà nuôi người già nhiều mảnh đời khổ đến đây rồi nhắc nhở Phật pháp mỗi ngày thì thì có cái thằng nó thằng này nói không, mà quỷ sứ ta nói rất là hay, ta nói vậy nè, thằng này hồi xưa nó ăn nhậu lắm á, hồi đó nó trên thành phố té xe mấy lần á mà không biết sao nó không chết, thì ra là cái phước này sau này nó làm cái việc này. Tôi nhớ ngày xưa ngay cầu Bến Lức mà nó té một phát mà kéo nó đâu cái chục thước vậy đó, mà đứng lên nó không chạy cái quần nữa chứ. Tôi biết bây giờ ra cái thằng này sau này nó làm cái chuyện này, trời trời. Có lần mà ngay chỗ Bùng Binh mà quận 5 mà nó té một phát mà xe hàng chạy đến thắng cái quèo, chui ngang không chết. Thì ra sau này nó là người làm việc của chúng sanh. Thì ra là như vậy. Thấy chưa?
người ta nắm rõ danh sách hết, người ta biết sự việc sao sao hết trơn quý vị. Hiểu chưa? Ta ngồi ta bàn tán cho nó, à bây giờ vậy đó. Rồi bắt đầu là ta nói với mấy cái người mà bị đọa lạc ở quỷ xứ, nó nói cho theo cái nghiệp mà chiêu cảm, chứ người ta không có ác. Không có ác, như Diêm Vương cũng thiện lắm. Nó bắt đầu là nêu lên cho tất cả những phán quan độ dưới đó, nói rõ ràng là nếu như mà về báo mộng được thì nói nó lợi đâu đó đó vậy, tu phước tu duyên, chùa đó đang xen vậy vậy đó, có thể làm được việc tốt lợi ích, cúng đi. Không chứ nói vui vui chứ 100% chứ bị biết luôn, hiểu chưa? Nó nói là mì ăn liền, nó làm có liền. Nó đầu năm đầu tháng về mà nó đừng có bao giờ mà nói Phật xài tiền lẻ. Phật bây giờ cũng phải đi sơ hơi chứ. Hiểu chưa? Vì sao? Vì tăng tiến. Quý vị biết rằng Phật Pháp á, đi vượt qua thời đại. Chứ nếu mà Phật Pháp đi thấp hơn thời đại, con người ta xem Phật Pháp củ đích. Nói Phật Pháp có gì đâu đặc biệt, hiểu không? Nhưng mà quý vị biết Phật là cái chữ giác. Cái chữ giác của Phật là không bị mê hoặc điên đảo trong cái danh lợi thôi. Chỉ có như vậy thôi, chứ ngoài ra quý vị dùng cái gì được thì Phật dùng cái nấy được. Nhưng Phật không mê. Chúng ta là người học Phật phải hiểu được nguyên lý này, thì Phật Pháp nhất định là hiện đại hóa. Hiện đại hóa, hiểu chưa? Thì xã hội đang hiện đại thì Phật Pháp hiện đại. Phật Pháp phù hợp vào nhân sinh. Bổn thổ hóa là lời giảng dạy phù hợp vào căn tính con người. Đó gọi là hiện đại hóa, bổn thổ hóa. Nghe dễ hiểu không? À, vì thấy niệm Phật có biện tài không? Bước qua nói chuyện từng đoạn rõ cho vị nghe, đúng không? Nó rõ ràng luôn. Nên từ nơi đó quý vị phải thấy rằng Phật Pháp đặc biệt. Nên tất cả nữ, nam, trẻ phải cần niệm Phật. Vì thông minh mà, ai không cần thông minh? Và thành đạt mà, ai không cần thành đạt? Niệm Phật đi. Niệm Phật rất là hay. Cái câu mà thiên ma kinh sợ này công nhận đặc biệt thiệt. Thấy không? Câu thứ tư, câu thứ ba, biến khắp mười phương. Xong rồi câu thứ tư, dứt khổ trong ba đường ác. Niệm Phật dứt khổ trong ba đường ác. Văn danh được phước. Một người này chưa cầu sanh cực lạc nghe, mà người này niệm danh hiệu Phật chỉ là văn danh thôi, cái miệng cứ niệm, không có cầu sanh cực lạc. Như vậy mà người này không đọa trong ba đường ác. Ghê chưa? Quý vị biết như Đức đã từng kể cho quý vị nghe câu chuyện không? Người niệm Phật này cắt cổ gà. Hai vợ chồng cắt cổ gà, niệm Phật khi chết đi đọa xuống luôn. Liên như cháu giàu thì giống như là ra biển tắm chơi. Công nhận kinh khủng như vậy nè. À, nói quý vị coi đặc biệt chưa? Còn ôm cột đồng thì giống như leo cây của cột cây chùa mình vậy nè, không có khổ gì hết trơn. Đặc biệt chưa quý vị? Niệm Phật mà cái công đức niệm Phật mà văn danh thôi đó nghe, mà lúc đó cắt cổ gà đó vậy mà đọ không có khổ như bình thường. Cái phước không có khổ nó. Nên gọi là dứt khổ trong ba đường ác cho mình và cho người thân của mình. Ôi, cái công đức niệm Phật này nghe, với số lượng này mà đầu năm đó nghe, phải một chút phải niệm lớn lên. Chút mà niệm lớn cho mà thấy, niệm chốc vô hủ luôn. Chốc ghệ nghiệp duyên tam đồ ác đạo luôn, phải không? Mà tam đồ ác đạo là tham sân si, nên câu Phật hiệu này niệm chốc tham sân si thì không đọa tam đồ ác đạo, nhớ đó. Câu số 5, âm thanh bên ngoài không lọt vào tai. Miệng niệm mà tai nghe âm thanh bên ngoài á, ví dụ như quý vị nghe được cái tiếng kẽn sẻn sẻn sẻn, chập trình chập trình chập trình, khi nhà của mình mà mình dụng công phu, bên kia nó bắt nhạc ráp ầm ầm đúng không? Nhưng mà khi bị niệm Phật mới bị nghe rõ ràng thì tiếng nhạc ráp nó nằm ở ngoài lỗ tai quý vị. Âm thanh của nhĩ căn là nghe nhưng nó nằm ở ngoài lỗ tai. Còn nếu như quý vị mà niệm mà quý vị không dùng lỗ tai nghe thì tức khắc âm thanh nó lọt vào tâm, nên quý vị sân si, quý vị qua kêu tắt là sân si. Sân si là lọt vào tâm rồi. Còn nếu chéo 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 bên ngoài thì kệ nó, mình cứ niệm Phật. Vậy thì âm thanh này nó ở bên ngoài tai chứ nó không phải lọt vào nhĩ căn. Hiểu chưa? Nó không có đi vào tâm sao lọt vào nhĩ căn? Hiểu được nguyên lý này thì quý vị sẽ biết à. Nên khi cái người niệm Phật mà đã hiểu mình đang niệm Phật thì mình đang niệm Phật ở đây, bên kia âm mình niệm Phật bình thường. Còn nếu như mình âm là bị kéo rồi. Âm bị kéo. Hoặc ai đi ngang cái nhìn cái bị kéo rồi. Nhưng mà bị kéo qua không sao, quay lại liền.
quay lại liền thì cơ hội được rồi. Chứ làm gì mà mình không bị kéo, bị kéo rồi quay lại. Đúng là câu Phật hiệu này số 1. Quá đặc biệt, thấy không? Câu số 6, tâm chẳng tán loạn. Quý vị thấy không? Cả ngày như biết làm việc bao nhiêu chuyện mà lên nó giảng ầm ầm. Là ngay chỗ gì? Niệm Phật. Nếu tán loạn thì tất cả những gì nói cho quý vị nghe đều tán loạn hết, bị nghe được không? Nặng nề ngủ gục. Con đang nghe con mắt sáng quá. Thấy chưa? Nói rồi, ta đứng lên mà ta nói mấy câu thôi là người ta đã không nói được rồi. Người ta đã sợ rồi, sợ mình nói không được. Tại vì sao? Vì mình không tin tưởng mình nói được. Nên người niệm Phật phải tin mình nói được. Luôn luôn tin mình nói được trước công chúng. Mình cứ nói đi, những gì mình nói là chân thật. Đừng có sợ người ta cười chê gì hết. Cứ nói thật đi, là tự nhiên sẽ nói được rất là hay. Đó là phải có sự tự tin như vậy. Số 7, tinh tấn dũng mãnh. Đó, người niệm Phật, người nghe danh hiệu Phật sẽ không giải đãi. Nên khi quý vị mà giải đãi làm biến là gì? Bỏ câu Phật hiệu. Bỏ câu Phật hiệu. Người niệm Phật là một người muốn sanh về cực lạc. Mà người đã muốn sanh về cực lạc làm sao giải đãi? Người bỏ câu Phật hiệu là người gì? Không muốn sanh cực lạc. Đã không muốn sanh cực lạc thì giải đãi. Đó. Nên người mà được nghe Pháp mỗi ngày, những Đức nói vị nghe nghe, cái bài mà một câu ai Phật niệm đến cùng, một quyết chí một đời vãng sanh cực lạc đó, hai bài này là hai bài cô động, cực kỳ cô động. Còn cái bài mà chủ nhật này nè nghe là cái bài phương tiện thôi. Nhưng mà do đa dạng phương tiện, con người ngày chủ nhật ta thích đến nên người ta nghe vui nên mình đưa phương tiện ra thôi. Còn muốn tu tịnh độ mà đi sâu là hai cái bài, một câu ai đời Phật niệm đến cùng, một quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá cô động. Muốn tu tịnh độ mà không bỏ cuộc thì đừng bỏ hai bài đó. Phải chuyên nhất cố gắng nghe hai bài đó. Mà bây giờ trực tiếp sáng là 5:15. Như vậy thì 5:15 là nhắc để thức dậy của mình. Buổi sáng mai thức dậy đã được nhắc nhở rồi. Thì từ giờ đó nó đi đến là 2:00 chiều. Đúng không? Là từ 2:00 chiều thì mình làm được cho tới giờ đi ngủ. Ồ, ngon. Căng bằng luôn, đúng không? Đó, phân biệt ra. Nó sáng nghe cái tinh tấn được tới 2 giờ, 2 giờ nghe tinh tấn được tới ngủ. Đó là hai thờ đó. Đó là trực tiếp quý vị nghe được. Còn nếu làm phim thì nó theo cái thời gian thôi. Làm phim thì theo thời gian. Mà có cái bài giảng làm phim đưa lên giờ giấc từ xưa tới giờ luôn, cố định. Nên chúng ta muốn tu tịnh độ chuyên nhất mà không bỏ cuộc, niệm Phật được lợi ích, thì hai bài đó phải được nhắc nhở hoài. Nên những Đức nói quý vị, những Đức giảng ngày chủ nhật này có khi một ngày nào những Đức không giảng được, có khi chúng ta không về đây được, có khi những Đức cũng không có chùa này luôn. Nhưng mà hai bài giảng kia là nếu như những Đức mà không giảng nữa thì những Đức nghỉ tu tịnh độ. Còn nếu như những Đức gặp cái gì, tai nạn gì, nhưng những Đức vẫn còn giảng hai bài giảng đó, là quý vị nói ô thầy vẫn còn tu. Đúng không? Vậy là được rồi. Chúng ta đến với nhau chỉ phiền nhau tu thôi, chứ không nhất thiết phải gặp mặt nhau làm gì. Những Đức ở đâu cũng được, chỉ cần những Đức còn giảng pháp là quý vị còn thấy được rồi. Hiểu chưa? Đó là điều quý rồi. Cuộc đời này mà duyên hợp thì gặp, duyên hết thì xa. Có gì đâu mà lưu lý. Hiểu không? Vì một ngày nào cũng chết queo rồi, thương yêu xa lìa khổ. Hiểu chưa? Đừng nên dính mặt nhau để khổ làm gì. Chúng ta nên hướng về Tây Phương Cực Lạc mà đi. Đó. Cả người thân mình cũng vậy. Như cái câu chuyện mà bây hổm như Đức kể mà, hai vợ chồng, trời ơi 70 mấy tuổi, cái mùa dịch, ông chồng ổng chết. Ê, bà vợ chết, ông chồng ổng, ổng ôm bà vợ, mà đứa con chắc không biết tu, quay phim luôn mà nằm chết rõ ràng vậy. Ổng ôm bà mà bà chết, cái xác chết đó nghe. Ông lợ ông nói, bà ơi bà, sao bà bỏ tôi vậy bà? Bà ơi bà. Ông lợ ông hung chán, hung mặt, hung miệng, hung môi bà. Hung bà, ông nâng niu bà. Bà đừng bỏ tôi nghe. Vợ chồng bữa nào ngủ cũng ôm nhau ngủ. Bây giờ bà đi rồi, tôi biết ơn ai đây? Những Đức nói ông ôm gối. Ông gói ông niệm Phật đi cho bà được giải thoát. Hiểu chưa?
nó bắt đầu nghe ông kể lễ, ông nói bà ơi bà, rồi khi chôn bà xong mỗi ngày tôi ăn cơm, tôi ăn với ai đây, một mình tôi cô đơn lắm đó bà ơi bà. Rồi tôi mỗi ngày tôi thắp nhang cho bà, bữa cơm cho bà, gấp đồ ăn cho bà có ăn được hay không bà. Ông kể lễ thê thảm, đúng là Phật nói nghe, ái biệt ly khổ. Thấy chưa, ái biệt ly khổ. Quý vị giờ nghe như Đức mỗi tuần chủ nhật gì nó âm sâu vào tâm khảm mình. Quý vị cũng quý mến rồi, rồi một ngày nào tự nhiên Đức biến mất, không xuất hiện nữa, quý vị cảm thấy nó bị hụt hẳn trong tâm, không đơn giản đó nghe quý vị. Bị đó, chứ không phải đơn giản mình theo một người, mình nghe một người đó, người đó chỉ cần bị một cái gì một phát một cái là mình có khi bị hụt hẳn luôn, như trên núi rớt xuống luôn, không có giỡn đâu. Nên chúng ta tính trước đi, tính trước cái chuyện chia tay nhau từ đây. Hiểu chưa? Nên hướng về Tây Phương Cực Lạc nghe, cái này mới là cái quan trọng đó. Nó không có cái gì ở cõi này mà tồn tại đâu. Cười cười vậy đó, nhưng mai mốt không cười nữa. Hiểu không? Đi về Cực Lạc mới cười tồn tại mãi mãi nghe quý vị. Ở cõi này thành trụ hoại không, cảnh giới thì con người thì sanh già bệnh chết. Nó từ nơi đó mà cái gì ở trong cái cuộc đời này muốn tồn tại lâu dài là chúng ta phải chăng thật nghe lời nhau mà tu, thì cảnh giới này nó mới lâu dài. Bây giờ nó ầm ầm rồi đó, nó ào ào rồi đó nghe, nó đang đi cao lên rồi, nó phải hạ đó. Nên chúng ta phải tu phước tu duyên để làm cái nền nó đẩy lên lại, nó đẩy lên chung chung, nó giữ lại để cho quý vị được hưởng lâu dài. Chứ nếu như mà nó vui chơi không mà nó không tu là kẹt á. Nội mà trong mùa Tết này mà sinh hoạt thôi quý vị thấy ầm ầm chưa, chưa nổi lắm á. Nổi quá đó, có ngày nó chìm xuống, nó chìm dẫn chơi. Quý vị thấy ông ca sĩ mà nổi quá là nó từ từ tự nó chìm. Mà thường nguyên lý của người ta khi nổi quá là người ta ưa mất đi cái tâm niệm thiện. Nổi quá quên thiện thì ác sẽ keo bao giây đến. Nên chúng ta bây giờ dịp Tết là vì người ta mà vui vậy đúng không? Thì bữa nay phải phục vụ người ta để cho người ta tu nè. Rồi mùng 6 phải tu chùa mới. Mới qua chùa mới tu nghe chưa? Mới qua. Được chưa? Chùa mới tu thịnh vượng, ngôi chùa mới lên, hộ trì ngôi chùa mới phát triển. Nó mình hộ trì ngôi chùa mới. Một ngôi chùa tu tịnh độ mà xuất hiện là nhân sinh có phước, đại phước báo. Địa phương này mà có 3-4 điểm đạo tràng tu tịnh độ này, quý vị là cao thủ phước báo. Không giỡn đâu nghe. Nội mà trong dịp Tết thì thôi mà 20 bà già xin ở luôn rồi đó. Tết năm nay chưa thấy gì mà thấy có 20 bà già. Không thấy đứa gái trẻ đâu xin. Tới 20 bà già. Tới vô mánh. Ôi trời. Không ai giành giật với tôi. Đố thấy ai mà giành giật với bà già với tôi luôn. Tôi thấy không? Vậy mà con gái trẻ đâu có khi người ta còn nói này nói kia người ta giành giật nha. Còn mà già không thấy ai đi lợi giật với mình. Số tôi, bạn tôi là người mù rất là nhiều, què rất là nhiều, già rất là nhiều, đúng không? Nên các cô trẻ, rồi các thầy, các chú, mình sống với nhau mình phải chung thủy nghe chưa mấy cô? Thấy chưa? Được dạy đàng hoàng là phải chung thủy với nhau nghe không? Chứ đừng có dễ ủ phàng nhau. Hiểu chưa? Ồ, cái diễn đạt này đúng là nó tự nhiên gì đâu quý vị. Mà tự nhiên này từ đâu? Từ chữ giác của Phật mà tự nhiên. Nếu như quý vị học ngành nghề nào, hoặc là quý vị đi hướng dẫn viên du lịch ra nghề đúng không, mà ăn khách là cái gì? Tự tại tự nhiên. Trời ơi, dẫn dắt một phái đoàn đi đi du lịch mà mình giảng cho người ta nghe mà nó thu hút, rồi từ cái vui kể chuyện đặc sắc, rồi mình diễn đạt về một phong cảnh đó, phong cảnh là bình thường, như sự diễn đạt của mình tuyệt vời lắm. Đúng không? Nói chuyện lại vui, tùy mỏ nhọn gì vẫn có duyên. Không? Đó, sự diễn đạt. Nên tất cả môn học gì cũng không bằng niệm Phật. Niệm Phật đi sẽ đạt. Số 7, tinh tấn dũng mãnh. Số 8, chư Phật quan hỷ. Thôi, bởi vì thấy chưa, cái người niệm Phật mà ngồi đây, tại sao? Tại sao mỗi tuần chủ nhật mà chúng ta phải về đây? Vì sao? Vì chư Phật quan hỷ. Ai cũng an lạc vì thấy cười chưa? Phật không quan hỷ mà vì cười gì hả?
Bây giờ những đức nói vị nghe mà không quan hỷ đi, mà ngồi tại chỗ vẫn được quan hỷ nha. Nhưng mà đã không vừa lòng là đi liền, vì không cùng tần số. Hiểu chưa? Nên mình không có trách ai chứ, vì không đủ duyên là đi liền, không cùng tần số. Còn những người ngồi đây là những người gì? Đủ duyên. Đủ duyên. Đủ duyên được hưởng chư Phật quan hỷ. Mà chư Phật quan hỷ là cái gì đến với chúng ta? Cái gì? Thì Phật phóng quang liền. Chưa? Quý vị đọc trong kinh đi, Phật mỗi lần quan hỷ là Phật phóng quang à. Không nói dòng do chứ. Mà người niệm Phật á, là chư Phật quan hỷ. Như vậy thì người nghe tịnh độ như vậy là đang được chư Phật phóng quang. Mà quý vị được tắm mình trong quang minh. Ủa cái cảm giác này sao tuyệt quá, tôi đang được tắm nè. Quá mát rồi, mát quá. Nó, nên chư hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ chưa siêu. Đi, đang đi theo về đây đúng không? Đang ngồi ngoài nghe pháp đúng không? Được quang minh bao trùm. Mát mẻ liền thấy không? Rồi một chút ra này cũng đi thực nè. Biến, biến. Đó. Biến thiểu thành đa, biến. Biến 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 đồ ăn ra ha. Cái tâm lực này mà chút lễ Phật thêm nữa ha. Chút ra cúng nè, đi coi. Phải chuẩn bị âm thanh nghe. Chứ chúng ra mà ét là tôi mất tần số giao cảm là chết. Quý vị biết bây họ mà cúng như thật mà âm thanh chéo chéo đó, tự nhiên cái tâm mình mất tần số quý vị. Mất tần số cái Phật A Di Đà. Trời trời, cúng xong về đói muốn chết luôn. Không bao giờ hứng nghe. Cúng mà không ăn được là mình đói. Còn thường là chủ nhật những đứa cúng xong khỏi cần ăn cơm cũng no, bụng trình binh. Hay lắm á, không có giỡn đâu. Trời ơi, cái cảm giác mà được tắm mình trong quang minh này, ai mà đi ra khỏi chỗ này? Không ai ra khỏi chỗ này hết. Không, các vị thấy không thấy đau chân luôn nghe không? Không đau chân. Vèo, 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 quang minh đó nghe. Vèo. Tự nhiên chân cẳng. Ôi ôi, chân tôi tại sao không còn cảm giác nữa? Vì tê quá, hết cảm giác. Con nghe thầy nói vui, còn cố gắng. Chứ đã giờ con định đi vệ sinh đó thầy, mà giờ thôi nghỉ đi luôn. Con mà đi vậy bảo thầy nói con không hưởng được quang minh, con không chịu đâu. Thấy không? Nên từ nơi đó vị thấy đúng là quang minh phổ chiếu bao trùm chúng ta. Nên tâm trạng an lạc, vui vẻ, quan hỷ. Hãy cười lên. Vị nhớ nè, cười là phải hả miệng ra. Hiểu chưa? Những đức nói cho vị nghe nghe. Quý vị mà bây giờ khắp nên nơ Phật tử nghe, chỉ cần coi công đoạn này quý vị muốn cười không? Muốn cười là ở đây. Những đức nói với vị nghe, nếu quý vị chưa đủ năng lượng của cái cười, chưa đủ năng lượng của cái cười á nghe, khi vị mà thấy người ta cười, quý vị sẽ không cười được luôn. Tin không? 100% vị sẽ không cười được luôn. Vì quý vị không có tần số cười. Còn khi quý vị có đủ năng lượng của tần số cười, quý vị vừa nghe một cái gì kích thích nhẹ thôi là cười liền. Nên con người mà khi nó vui là gương mặt cứ nó ngộ vậy, mà khi cười nó dính lại luôn. Khi cười xong nghỉ cười rồi mà nó vẫn còn cái miệng. Còn cái người mà cái năng lượng cười nó quá ít, giỏi lắm nó mắc cười, nó cười một cái giống như xã giao. Quý vị hãy để ý chỗ này đi, rồi quý vị sẽ thấy liền. Đó, Phật quang phổ chiếu nghe. Số 9, tam muội hiện tiền. Rồi cái chữ tam muội này quý vị phải hiểu, tam muội là chánh định. Chánh định là người niệm Phật là người thường tâm chân chánh. Bây giờ quý vị thường nói niệm Phật tam muội là thù thắng nhất. Tất cả các môn tam muội, từ tụng kinh phâm tam muội, quan nghiêm tam muội hay trì chú tam muội, thì chỉ có niệm Phật tam muội là dễ vào nhất. Vì đi đứng nằm ngồi là nhắc nhở chúng ta khai chuyển được tánh giác nhanh nhất. Nên từ nơi cái chữ tam muội là chánh định. Chúng ta là người niệm Phật là định tâm trong mỗi lúc mỗi nơi, gặp tất cả những hoàn cảnh hơn thua đấu đá, mình không bao giờ bị vướng vào, gọi là chánh định. Nhớ, chữ tam muội là chánh định. Nên mỗi một con người chúng ta niệm Phật là thường nghĩ tâm chân chánh. Mà nghĩ tâm chân chánh thì chúng ta khai triển được
chánh khí giờ đặt. Tại vì tâm chân chánh nên khai chuyển được chánh khí giờ đặt. Mà chánh khí giờ đắc khi khai triển mạnh lên thì tà khí sẽ tự biến mất. Nếu như tà khí mà biến mất thì bệnh hoạn, cảnh giới khổ đau sẽ tự biến mất. Còn chúng ta nếu như mà mỗi ngày mình niệm Phật thì tức khắc tà khí sẽ biến liền. Quý vị phải nhớ rằng, nên muốn giúp cho chúng sanh giải nạn thì mỗi người phải nghe Phật Pháp và tin sâu nhân quả, hiếu thảo cha mẹ và thương yêu mọi người, quý trọng lời dạy của người thầy, cung kính tôn trọng lắng nghe, và tức khắc con người biết thương con người, từ nơi đó tà khí tự nhiên biến mất. Nhớ đó, câu số 10 là vãng sanh tịnh độ. Đây là cái kết luận của cuộc đời người ta, tuyệt vời vô cùng, không có hạnh phúc nào bằng tương lai. Phật A Di Đà cầm đài sen xuống. Chưa. Ôi ôi, cái hạnh phúc này quý vị nghĩ đi. Quý vị coi nè, từ cõi trời cho tất cả cảnh giới luôn của chư Phật luôn. Khi một người mà chuẩn bị về thế giới cực lạc, Phật A Di Đà cùng với hàng thánh chúng heo xuống để mà tiếp dẫn. Hai bên Quan Âm Thế Chí, hàng thánh chúng phía sau, tất cả những người hữu duyên từ tất cả cảnh giới của chư Phật tự nhiên mở ra liền. Lúc quý vị sắp sửa giảng sanh là quý vị sẽ câu thông với tất cả cảnh giới của mười phương khắp pháp giới luôn. Nhìn thấy rõ ràng cảnh giới của chư Phật. Vì sao? Vì nương vào quang minh Phật A Di Đà mà ta có thể thấy được thế giới chư Phật, đúng không? Trời ơi, cái lúc đó quý vị biết rằng là chúng ta đang nằm ở trên giường bệnh nhưng không có phải là giường bệnh. Chúng ta đang ở cõi ta bà nhưng không phải cõi ta bà. Mặt đất của cõi ta bà biến thành vàng ròng. Vì sao? Vì quang minh Phật A Di Đà. Phật A Di Đà đến nơi nào, nơi đó là cảnh giới hoàn toàn quang minh. Tuyệt vời chưa? Là tất cả quán thân trái chủ của chúng ta đều được siêu thoát hết, không còn một sự trở ngại gì cả. Khi quang minh phổ chiếu bao trùm chúng ta, quang minh nhiếp thọ chúng ta, quý vị biết rằng cái lúc mà một con người mà bệnh đau mà tỉnh táo mà niệm được câu Phật hiệu không phải là năng lực của một con người, không phải năng lực của con người, mà là do bổn nguyện tiếp dẫn, bổn nguyện gia trì. Mà muốn bổ nguyện gia trì thì mỗi một người chúng ta thường phải niệm Phật. Thường niệm Phật là thường cảm với bổ nguyện Phật. Thì cuối cuộc đời mình Phật lực gia trì nên con người cuối đời tỉnh táo, không sợ chết. Người mà không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ trời sập là do gì? Biết nương một bổ nguyện nên không sợ gì hết. Vì tin vào cảnh giới thành trụ hại không, nên biết được cái sự không tồn tại của cái mà mình đang có và đang ở. Hiểu được nguyên lý này thì chọn Tây Phương Cực Lạc mà về. Đã muốn về cực lạc như vậy thì cuối cuộc đời chắc chắn Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn chúng ta về cực lạc. Bị nghe như vậy thấy tâm nó hừng hực không quý vị? Trời ơi, bây giờ quý vị coi, cuộc đời của chúng ta đã từng là một người nữ được người ta đem xe hoa đến rước về nhà chồng. Biết rằng trời ơi, nó vui thiết ghê luôn. Sáng mai mấy giờ rồi, cứ coi đồng hồ hoài mấy giờ bên chồng đến. Chắc chắn là có. Mấy giờ rồi anh đến chưa? Hiểu không? Vậy đó mà đêm hôm để sáng mai mà về nhà chồng đó thì vị biết rằng là bộ khóc với mẹ, nên mới có mà cái bài hát đó: phận gái 12 bên nước. Trời, lúc ngày xưa mà sắp sửa đi, sắp sửa đi lên xe bông á, về nhà chồng, trời, nghe cái bài đó mà khóc nức nở. Mẹ khóc, con khóc, khóc quá trời khóc. Mẹ hỏi vậy thì con đừng lấy nữa. Con khóc thôi, con khóc khi xa mẹ thôi chứ con phải lấy. Thấy chưa, con đã lỡ hứa rồi đúng không? Đâu có chịu, trời ơi, khóc vậy chứ kêu thôi đừng lấy nữa nào. Thôi con nín, con nghỉ khóc liền, con phải đi lấy chồng thôi mẹ ư. Hiểu không? Nó thấy chưa, vậy thấy không? Thấy không? Dạ lắm, dạ lắm. Như vậy đó mà chỉ có được mà gọi là anh gước thôi. Mà cái cảm giác của hạnh phúc thôi, các bạn hiểu chưa? Cái cảm giác mà sắp sửa đi có chồng là cảm giác của hạnh phúc. Cái sự suy nghĩ, suy tính, sự suy nghĩ về cái hạnh phúc đó. Một nụ hôn đầu đời, nghe không? Một cái nắm tay ăn ái, trời ơi, nghĩ đến cái tự nhiên trong lòng. Cái hạnh phúc gì nó trào dâng đối với một người con gái hay một người con trai chuẩn bị có vợ hay một người nữ chuẩn bị có chồng.
là cái tâm đó mà nó rạo rực, ngọn lửa rạo rực kia đốt cháy cả khu rừng công đức. Trời ơi, kinh khủng chưa? Thấy ghê không quý vị? Cái sự diễn đạt thôi phải không? Bắt đầu là lúc đó làm cô dâu, rồi chú rể bắt đầu là chúc tụng đồ ha, cảm thấy hạnh phúc bên anh lắm đúng không? Rồi bắt đầu là cái đêm động phòng đồ ha, tình cảm đồ ha. Nhưng không được bao lâu đâu, nó sẽ đổ vỡ mà thôi. Một ngày nào đó thì tự nhiên nàng sẽ khóc. Cấp đầu lúc đó mới nói rằng nhớ là lời của thầy nói, phải chỉ nghe lời thầy đi tu là được. Vì mà dạy dỗ mày lấy cái thằng đó bây giờ nó quýnh mày tẻ tu. Trời ơi, mẹ cha chưa đánh lần đầu nó đánh tôi quá trời đất. Đẻ mấy đứa con cho nó muốn chết luôn, vậy mà nó đánh nó chữ tôi nè. Trời ơi, thầy Đức ơi, thầy Đức, cụ con thầy ơi. À, lúc đó thì Đức nói cũ gì mà cụ, nói mà không nghe, đi là chỗ khác là tôi. Giờ có chồng mà đeo đẳng tôi làm gì cú. Ngày xưa chưa có chồng tôi kêu đi tu đi, cùng tôi nuôi với bà già đi, không chịu ghe đâu. Tôi nài nỉ muốn chết luôn, không chịu ghe. Bây giờ bỏ tôi mà đi lấy chồng rồi bây giờ kêu tôi cứu cái gì mà cứu. Đi ra chỗ khác cho tôi yên tôi tu đi. Nó mà biết được nó chém tôi chết đi chứ. Thấy chưa, nói vui vui nhưng mà coi chừng một ngày nào những người trẻ đây mà đi có chồng á, sau này sẽ hiểu. Khi hiểu rồi thì thấy ơ, thầy cũng nói cái câu thầm, lỡ có khổ thì dùng cái câu của thầy như bài thằng chú đặc sắc. Thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Trời ơi, ông thương thầy quá. Tôi không nghe lời thầy mà thầy còn để lên một câu đặc biệt thế kia. Tiêu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Thấy không, quý vị dùng cái câu này đi nghe. Tất cả chúng ta đến với cõi đời này là trả nợ đó. Đã là trả nợ thì đừng có buồn. Từ hôm nay phải vui. Buồn nữa, đánh te tua cũng. Kiểu nó tiêu tiêu kìa. Cái thằng chồng hồi đó đánh mình nó nhăn mặt hoài, đánh hoài. Bây giờ đánh mình cừ xong mình quay ra mình nói anh đã đánh tôi chạm nhầm sợi dây cừ. Anh giết tôi đi, tôi cứ cừ hoài cho anh thấy. Quay là nó sợ xanh mặt xanh mày cho nó chậu lên trời. Vợ tôi hoặc ơi mặt giao hội cho vợ coi, con đánh chúng nhầm sợi dây cừ, cừ hoài. Đúng là nó nhát, ngoài đời nó nhát kinh khủng lắm. Đánh là đánh thì như ông đánh vợ ông đi. Ông đánh, ông đánh trúng sợi dây cừ đi. Có sợi dây cừ đó, ngộ thấy ghê. Rồi xong vợ ông nó cừ hoài. Những Đức nói thật sự với ông chứ, kêu nó lại 10 lại 100 lại nó cũng lại, để cho vợ nó trở lại bình thường. Bắt đầu mình kêu nó hứa, hứa đi, từ hôm nay không được đánh nữa thì nó mới nghỉ cừ. Nó cừ cả ngày lẫn đêm sao chịu nổi. Nó cứ là nó cừ hoài vậy. Trời trời, vợ mình vậy là mình chết luôn, điên rồi còn gì. Đánh chúng vào dây cừ. Tại vì từ xưa tới giờ á là mình nó đánh, là mỗi lần đánh là mình cứ nhăn mặt không phải không? Đúng không mấy cô, tất cả các cô ai bị chồng đánh, đánh là mình mang tâm quán hận không à. Nhăn mặt và mình chửi lại, mình không dám đánh lại. Nhưng mà chồng nó vừa đi cái là mình, phụ nữ thì ưa vậy lắm. Lúc đánh thì khóc, hoặc là nhào vô đánh chết tao đi, chết đi. Thì nó tức lên nó đá hư. Quýnh xong rồi nó đi. Thường là ông nó đánh xong là nó đi à, đi nhậu chơi, hoặc đi đánh quýnh bài, đá gà đồ chơi vậy đó. À, đi. Bắt đầu ở nhà, bắt đầu là hút hít khóc, nằm đó khóc, suy nghĩ vu vơ. Sau cuộc đời mình đau khổ quá rồi đúng không? Thì nó không bao giờ giải nghiệp đâu. Bây giờ đổi lại là nó đánh mình cừ, đúng không? Hay đưa tôi bí quyết về trong lòng nó. Hôm nay mới có mùng 4 nó chưa đánh đâu, đúng không? Về quà gọi đây, có. Nhưng mà mình tính chắc là chắc chắn thế nào cũng đánh. Bữa nay phải dùng cái bí quyết của thầy, đúng không? Trong lòng lúc đó chờ, nghe chờ là bữa nào đánh tao. Tao dùng bí quyết đó.
lúc trước nó đá rồi bữa nay mình sắp nửa cười, mình sắp nửa cười á, không biết sao từ nghiệp duyên nó chiêu cảm, tự nhiên nó không đá, nó không đánh gì hết mà nó giọng vô cái mặt, giọng ngay cái mỏ luôn. Nó chờ cái thằng nó vô duyên, nó biết rồi, nó đang cười nó giọng ngay cái mỏ mỏ máu không mà cũng phải cười, cười văng máu tùm lum trợ là trợ cười, quýnh một cái bọc vô cái mày miệng, bóp vô cái miệng cái mình. Đố mà nó dám đánh nữa, bị tin không? 100% nó cũng không dám đánh nữa. Nếu như những đứa là gan nhất nè, nếu như những đứa ngoài đời mà những đứa có vợ đi, quýnh con vợ chỉ có con vợ nhăn mặt mới thích đánh thôi, tại vì nó làm mình tức, nó quào quào mình tức quýnh thêm. Nhưng mà nếu đánh một con vợ mà nó không quào, không chữ, không nhăn mặt mà nó cừ, thì nó nói má ơi má con sợ quá, sợ quá sợ à, không dám đánh nữa đâu, ghê quá. Mỗi lần đánh là nó cừ, con sợ quá má ơi à. Đúng không? Không, không dám đánh đâu. Mà tay chân nào đánh người cừ, mấy vị công nhận không? Chỉ có đánh người mà cái mặt chù ụ thôi. Nên tất cả mấy bà mà bị chồng đánh là do gương mặt mấy bà, không phải đổ lỗi hết cho đàn ông đâu. Cái mặt cứ nhăn nhăn tối ngày mà chữ tầm bảy tầm bả, hổn thì tao quýnh, chứ mà không hổn ai đánh? Bây giờ niệm Phật đi ai đánh? Rồi còn cừ nhiều ai đánh? Dễ thương ai mà đánh? Tao thương hết nó đánh gì. Nên mấy bà bị chồng đánh, mấy bà xem lại cái tâm mấy bà đi thì sao? Mấy bà bị người ta đánh này. Nên bây giờ tôi truyền bí quyết rồi đó, truyền bí quyết rồi. Hiểu chưa? Đó quý vị thấy không? Đúng là đi đến đây là những đức nói một cái chuyến đi quý vị, mà đi đến đây những đức nói nghe, quý vị không có thiệt thòi chút nào. Dù tốn tiền xe 500 ngàn không thấy cái gì đặc biệt, nói thiệt luôn. Những đức nói không đi đến đây mới là thiệt thòi. Thấy nãy giờ cười bao nhiêu nụ cười chưa? Nếu mà nãy giờ mà tôi tính tiền cười là cũng nhiều lắm. Bây giờ tôi cứ tính đi một nụ cười 10 ngàn thôi. Tôi nói bèo bèo hồi nãy giờ tôi cũng lấy người 200. Biết bao nhiêu tiền bạc mà nói vậy mà tôi không lấy một cắc nào. Nước còn không có uống. Không lấy tiền mà còn không có nước uống luôn. Người thấy chưa? Hiểu không? Đó là quá nhiệt tình rồi còn gì. Gặp một con người mà nhiệt tình như vậy thì nói thiệt cuộc đời chúng ta làm sao buông được. Buông bỏ được, đúng không? Đó. Bởi vì những đức nói mà, những đức nói thiệt cho mấy ông chứ, ưu ái phái nữ. Vì sao biết không? Nhìn xuống biết. Nhìn xuống đi. Nhìn xuống cho thấy mấy ông 1, 2, 3, 4 6 hàng. Trời là trời. Nhìn xuống gì đâu quái nữ lớp lớp hàng hơn. Nên mình nói thiệt với mấy ông mình lép lắp, lép lắp. Không dám, không dám cự. U ái thôi, thương, thương họ thôi. Chứ họ mà đứng lên là kể như tôi với mấy ông dám lép. Hiểu chưa? Họ đứng lên mỗi bà họ chỉ cần, khỏi cần nói họ thổi mình cũng chết. Hiểu không? Nên từ nơi đó thôi, đàn ông mình bữa nào gặp ghiêng. Hiểu không? Nó, nên thấy không? Mình là đàn ông, cái chỗ đặc sắc của mình là gì? Ưu ái thương yêu phái nữ. Cái đây là 100%. Tại vì người ta có cái khổ của người ta mấy ông. Nên tất cả các ông khắp nơi nơi nghe công đoạn này nhớ nghe. Mình là đàn ông mà quýnh vợ là hèn lắm. Hèn lắm, nói thiệt luôn. Mình không vừa bụng mình đi chỗ khác, tôi không phải sợ em, nhưng mà tôi nghe lời thầy tôi không muốn hèn. Thấy chưa? Vợ mình mà mình chỉ thương thôi chứ là sao đánh. Thấy không? Mình thương người ta, người ta đẻ cho mình mấy đứa con mà giờ mình đi đánh người ta, hèn. Đúng không? Đàn ông mà đánh vợ là hèn lắm. Mình ngon mà đi đánh cái thằng nào bằng sức với mình á. Đúng không phải không? À, đúng rồi. Thấy không? Không có đánh phụ nữ được. Thấy không? Hổn thì mình tránh đi chỗ khác. Rồi bữa nào ngồi với nhau, thấy không? Hoặc là cái lúc mà nằm chung được, thấy không? Lúc đó mình nói cho nghe, em vậy là không có được nghe.
Vậy là không có được. Mình là vợ cỡ nào cỡ chứ phải sĩ diện cho chồng chứ. Anh không phải là sợ em, nhưng mà là cái gia đình mà bây giờ không lẽ giờ anh em vậy, anh cũng vậy, thì người ta cười vô đầu mình chứ người ta khen gì mình đâu. Dù cỡ nào tôi hơn bà hay bà hơn tôi gì người ta cũng cười hết chứ. Chỉ có vợ chồng hòa hợp người ta mới khen thôi. Tôi thấy cái tính của bà có khi dữ quá thôi tôi chánh phước cho rồi. Nhưng mà bà đừng có được nước mà làm tớ. Có khi bà lại hết cái phước á, được có một người chồng được như tôi thì bà khổ lắm. Nên tôi nói với bà nghe vậy, bà nên suy nghĩ cho kỹ đi. Bà hơn tôi người ta không có khen bà đâu. Mà chỉ có người vợ đảm đang biết nghe lời chồng, đúng sai bà nhận thức được, thì đó là người ta khen bà. Còn tôi mà nóng lên tôi quýnh bà thì người ta càng cười chê tôi thêm, nó không có lợi ích gì. Thôi tôi thấy bà không có được gì, bà sửa đi. Nên tôi mai mốt tôi không có nói tới nhiều bà nữa. Bà cố gắng nhận thức lại đi. Sợ thấy mồ luôn, xanh mặt xanh mày luôn. Một người đàn ông mà nó nói như vậy là đối với phái nữ rất nhiều người thích nọ. Người đàn ông mà nó có cái tầm cỡ đó đó nghe, trời ơi phái nữ người ta thích nhiều lắm. Sợ mắt mình thấy mồ chứ đừng có nói chuyện giỡn chơi. Mà đàn ông mà đánh vợ đánh con thì thật sự mà nói, người ta là nghiệp duyên gì người ta mới nhào vô, chứ không có ai mà đi đối tượng với những người vậy đâu. Hiểu không? Nó nên cái việc mà mình nghe đạo những việc này quan trọng lắm quý vị. Nên xem lại mình đi, thì tức khắc quý vị sẽ sửa đổi lỗi lầm được. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi người chúng ta đầu năm, đầu tháng mà mình đi đến ngôi chùa chuyên niệm Phật, rồi mình được dự khóa tu, rồi mình được phóng sanh và cúng đĩa thực, đây là việc thù thắng lắm quý vị à, đặc biệt lắm, thấy không? Nên chúng ta nguyện đem cái công đức tu hành này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, hồi hướng cho Ngài, vì nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta mới có ngôi chùa ở đây để chúng ta nương náo chúng ta tu. Năm nay Ngài tám mấy tuổi, cũng lớn tuổi yếu. Nên từ nơi đó nguyện đem cái công đức hướng dẫn người tu nhiệt tình hết lòng, mình là đệ tử thôi, mình nguyện hồi hướng cầu an cho Thầy. Mong cho Hòa Thượng có sức khỏe, trụ thế gian lâu dài. Dù cho xây chùa đạo mà, xây chùa mà đào móng đồ này kia sát sanh hả? Giết nhiều con vật mà khi đào móng á, bây giờ Ngài nói Ngài chân cẳng cũng đau, Châm chích. Nên từ nơi đó thôi mình nguyện hồi hướng cho tất cả những con vật đó, nhờ cái công đức tu của toàn thể chúng này mà những con vật đó được siêu thoát đi, rồi cho Hòa Thượng được khỏe. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị, tất cả hàng Phật tử khắp nơi chúng ta coi qua chương trình này, hay tất cả những người dù không coi được chương trình này, chúng ta cũng hồi hướng cầu an cho tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, đều nghe được Phật pháp, phát lòng tin niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, nhờ cái công đức tu hành của toàn thể đại chúng mấy ngàn người này. Và chúng ta đem công đức niệm Phật này hồi hướng cầu siêu cho tất cả những người chết vì trận dịch bệnh, hay tất cả những người chết quan chết ức đều được thừa hưởng những công đức này mà thần thức tỉnh táo, biết nương vào bổn nguyện niệm Phật. Nghe được bổn nguyện niệm Phật của Đức Phật A Di Đà, chỉ cần một chúng sanh nào nghe danh hiệu của A Di Đà Phật mà chịu tin, chịu nghe và chịu niệm và phát nguyện sanh về Cực Lạc, dù là chư hương linh, thai nhi vì nghiệp phá thai, hay tất cả những người chết quan chết ức làm cô hồn vất vơ vất vưởng, hay là ma hay là quỷ gì đi chăng, chỉ cần buông cái tâm hận thù đòi nợ niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà dẫn tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về Cực Lạc muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, thần thông tự tại, đi mười phương chư Phật để độ sanh, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đặng Phật tự chúng ngã kim tí, nhờ cung từ thực biến thập phương, nhất tiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngộ tình chung ngã kim tí, nhờ cung
từ thực biến thập phương nhất thiết hồ tình công, nguyện vị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công, nguyện vị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà vả việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà vả việc nhật ra hồng, vả việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Sáu Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Sáu Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Sáu Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Sáu Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Sáu Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Sáu Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Sáu Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Sáu Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh, nụ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, những người mà các đoàn khắp nơi mà chúng ta có duyên ghé đến, mình dừng thời gian lại một chút, mình được dự cái chương trình cúng lý thực này, thì củ quyền thất tổ ông bà mình cũng được hưởng tài thọ thực, hoặc là mình đã từng phá thai, hương linh thai nhi người ta cũng hưởng tài thọ thực. Mình đi suốt luôn tội nghiệp, hương linh đi theo mình người ta cũng khổ, người ta không được hưởng tài thọ thực đâu. Và thêm đầu năm đầu tháng mình được dự chương trình phóng sanh nữa nè, sắp sửa thả chim, thì mình chỉ cần cái tâm hoan hỷ vui vẻ vỗ tay thôi, thì tự nhiên trong tâm trạng mình nó vui dữ lắm. Cái chuyến đi của mình có khi mình đi đến nghe ngôi chùa chiên tu này là đặc biệt nhất rồi đó, mà mình có khi mình không biết đó nghe. Nên từ nơi đó mà tại sao đông người người ta ở đây làm gì, quý vị, có những người mình đến mình không hiểu, nó ủa mấy người này họ mê tín gì đâu, không lẽ tất cả những con người ở đây người ta không thông minh bằng mình sao? Nhiều người ở đây người ta trí thức lắm á, nhưng mà người ta biết đây là tốt nghe, nên người ta mới đứng đây người ta dự chương trình lễ gì. Nên mình đến mình dừng chân lại một chút xíu, mình dự cái chương trình này để mà mình đầu năm đầu tháng mình thấy cái công đức phóng sanh, chim nó bay, mình niệm Phật, mình vui vẻ khi con vật nó được thả ra khỏi chim lồng cá chậu, giống như một con người ở tù mà được thả ra mình mừng dữ lắm, thì con chim mà thả ra nó mừng dữ lắm quý vị. Nên mình nghe đạo rồi, dù một con ruồi, một con mũi, con kiến, mình không có dám giết tùy tiện, vì nó cũng muốn sống cũng như mình muốn sống. Nên con người mà gia đạo muốn bình yên là từ cái tâm ăn chay và không sát sanh thì gia đạo rất là bình yên. Nên tất cả những người mang nghiệp phá thai đó, là chùa này quý vị mà giữ được chương trình này, quý vị nhớ là mới cầu siêu cho những thai nhi được. Cái này quan trọng lắm. Mỗi tuần chủ nhật, hoặc là ở nhà mình cứ bấm lên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ, mình đăng ký cái trang để ngày nào cũng được nghe được Phật pháp, để mình hiểu được cái tội phá thai nó như thế nào,
để mình dạy con cháu mình đừng có tạo cái nghiệp phá thai. Vì nó không hiểu, nó tùy tiện đi học rồi yêu thương rồi mang nghiệp phá thai, nó không có hiểu được. Cái nghiệp này ghê lắm, không có được hạnh phúc đâu mà gia đình tan nát hết, sau này không có hạnh phúc nhớ. Nên chúng ta hôm nay phóng sanh và quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho tất cả những con chim này. Chúng ta bỏ tịnh tài ra, mua tất cả những loài súc sanh này quy y, đó là tài thí. Mình sanh ở nơi nào cũng có phước báo và đầy đủ. Chúng ta quy y niệm Phật cho nó nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những con chim này bay đi, đó là vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật quan hỷ vui vẻ để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc toàn thể đại chúng an lạc vui vẻ nghe quý vị. A Di Đà Phật.